同学各位找个位，这是你的开学礼。往前看，想象带着四方武士多美丽。先交过难忘学费，先不会来年失礼。明天总会是个新学期，终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学全情达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼。若然你生活有时过得苦，仍不作弊，荆棘里完成学位，收手却仍然高贵。学懂的会是你毕业时优势。历遍单身不作弊，受苦也练成造诣。因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼。往前看，想象带着四方往事多美丽。先交过难忘学费，先不会来年失礼。明天总会是个新学期，终身制。Ủa, chú Tiêu, sao cửa phòng giáo viên mở toang vậy? Không lẽ còn có người sớm hơn mình? Còn ai vào đây nữa? Người mà có nhiều kinh nghiệm nhất đó. Ê, xin chào Phó Hiệu trưởng Giang. Sao đến sớm vậy hả? Sớm sao? Ngày đầu tiên khai giảng, lao công đi làm trễ hơn Phó Hiệu trưởng, không thấy xấu hổ hả? Nè, bây giờ mới 7 giờ thôi, không phải tôi đến trễ là cô đến sớm. Cả trường này không có ai hết. Ừ, phải đâu. Không có ai, đây không phải là người sao? Xin chào hiệu trưởng, chú Tiêu. Chào cô Thi. Sao cô cũng đến sớm vậy? Dạ phải. Xin chào mọi người. Chào con. Chú đi pha trà. Dạ được. Ý chào cô Thi, cô cũng đến sớm vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng đó, phó hiệu trưởng nhất định sẽ kiểm tra đồng phục của học sinh, cho nên tôi phải đến sớm thưa phụ. Các học sinh nghỉ hè xong thế nào cũng loạn trí, cho nên chúng ta phải kiểm tra chặt chẽ mới được. Chà, cô Thi, cô thật khéo nghĩ cho các học sinh. Hèn gì học sinh tiến bộ rất nhanh. Cô Thi à, chúng ta phải ra thôi, học sinh sắp tới rồi đó. Vậy được, bye bye. Lát nữa gặp. Nè, đây chính là tấm gương tốt của ngành giáo dục. Anh cũng phải học hỏi đó, là giáo dục người giỏi, không phải giáo dục người ngu. Trời, cô Thi đến trường sớm, đường đi lại vắng vẻ hả? Phải. Phải gì? Anh mỉm cười, cười gì? Anh cũng vậy thôi, trong đầu anh đang nghĩ cái gì? Liên quan gì? Trời. Nè, đừng có suy hoài đoán lại nữa. Chắc cô đang nghĩ, dù sao cũng thuận đường, hay là mỗi buổi sáng ghé qua đón cô Thi đến trường hả? Ý, con chạy xe nhanh lắm, con có thể đưa cô Thi đến trường rất là nhanh. Bộ đua xe thì sao nhanh? Nhanh thì có ích lợi gì? Phải cầm lái cho vững. Tôi cầm lái rất là chắc, có thể đưa cô Thi đến trường an toàn. Ok, đã thỏa thuận cạnh tranh công bằng mỗi người ngày đi. 2, 4, 6 là tôi, còn 3, 5, 7 là anh. 3, 5, 7 thì tôi. Vậy thắng ít ngày sao? Anh lợi quá rồi. Nè, hai đứa đừng tự tung tự tác mổ xẻ cô Thi hả? Với tính coi trọng công việc như cô Thi á, nếu mỗi ngày cho các con đưa đón đến trường trà để học sinh biết được thế nào, con cũng không có chịu. Chú Tiêu nói có lý. Thôi bỏ đi, cả hai người đừng đón nữa. Được thôi, để cho công bằng hơn, cả hai cùng không đón. Đúng. Không phải đâu. Tụi con nghĩ coi, dù sao cũng là bà con hàng xóm, đi dạy thôi mà, sao phải đi hai chiếc xe. Vậy đi, 2, 4, 6 á, thằng Tài cho thằng Lương quá giang. 3, 5, 7 á, thằng Lương cho thằng Tài quá giang. Ý, vậy đỡ tốn xăng, còn tiết kiệm được, có phải vậy không? Chú Tiêu, vậy tức là thứ hai đến thứ bảy đều có người chở chú. Phải đó, chú lời quá rồi, thiệt tình. Đi này của con phải không? Cảm ơn. Vậy tức là sao hả? Đừng lấy hết. Mới khai giảng thì được ăn điểm tâm của Triệu Đồng đã ghê đó. Cá sữa xì và bánh tổ yến nhìn cũng đã biết là ngon lắm rồi. Ngon quá thì còn gì. Nè, Hút Minh à, chưa làm xong bài nữa có phải gì không hả? Sao mày đành quá vậy? Lạc Quân, nên năm học mới đợi bốn rổ sẽ dán mặt thằng Sơn. Tao nghĩ khó đánh lắm, chứ phải nghiên cứu lối chơi mới thôi. Lối chơi mới hả? Nè Quốc Hòa, mày nghĩ sao Quốc Hòa? Chà, chỉ tiếc là hiệu trưởng kêu tao năm nay phải chuyên tâm cho môn điền kinh, nếu không tao sẽ tham gia môn bóng rổ. Chơi lối đánh nhanh cũng được mà. Mày biết đánh sao? Lo chép bài đi.
Ê, đừng có chép nhiều quá, dễ bị lộ lắm á. Trời ơi, tao nể mặt mày mới chép thôi, mà mày nói nhiều quá, thiệt tình. Chào đẹp. À, chào đẹp. Xin chào. À, năm học mới gặp lại mọi người. Ý, hình như là không có gì thay đổi. Ê, phải rồi, người dưỡng hay nhất chắc chắn là bạn, chiều cao cũng không có thay đổi. Chỉ số thông minh cao hơn là được rồi. Ê, hãy nhìn kìa, cả kỳ hè mà những bài tập hè cũng chưa làm xong, tế bào não của bạn bị suy thoái rồi. Không phải suy thoái đâu, tại thông minh nên không thèm làm, vô đây chép cũng vậy thôi. Nè nè nè, đừng có cãi nữa, cãi hoài không có tốt đâu. Ăn điểm tâm của Triệu Đồng là thực tế nhất. Phải đó, đẹp, ăn bánh lột gà tổ yến đi, bạn thích ăn nhất nè. À, cảm ơn nha, Đông, bạn tốt nhất đó. Có gì? À phải Ân Đông à, có phải Ân Đông có vi tính xách tay lên mạng được có phải không? À phải. Cho tôi mượn được không? Nè, để tôi mở máy cho bạn nghe. Anh được. Ăn bánh đi. Cảm ơn. Chào phó hiệu trưởng nha. Chào phó hiệu trưởng. Chào phó hiệu trưởng. Năm học mới đã bắt đầu rồi, các em đó phải tuân theo quy tắc của nhà trường, có biết không? Dạ. Khâu Hiểu Trang, qua đây. Tại sao em lấy túi che đầm lại vậy? Hả? Hả? Tại sao lại mặc cái đầm ngắn như vậy chứ? Thật là quá đáng. Tiễn Lập Phấn, tại sao để con chó trắng trên đầu? Đẹp lắm sao? Hả? Sao hồi nãy ở ngoài cổng trường cô lại không thấy vậy? Ơi, tôi cũng không bên hai bạn nữa đâu, thiệt tình à. Sao lưng phó hiệu trưởng á, bạn đã sửa cái đầm ngắn ngủng giống như là đi đánh tennis vậy, còn bạn lớn già đầu còn là bộ ngây thơ, kẹp con chó trên đầu. Bắt đầu năm học mới á, học sinh chúng ta nên giữ đúng bổn phận, tuân theo quy tắc nhà trường, đúng không phó hiệu trưởng Văn? Đồ nền bợ. Bầu Húc Minh, em đang làm gì vậy? Đang dò bài. Bài nói dối đó. Em thật là to gan, trước mặt cô mà dám chép bài. Ai cho em mượn chép? Triệu Triệu Đồng, em ăn bánh gì vậy? Đứng lên. Tất cả các em theo cô vào phòng giám hiệu. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Chà, ngày đầu tiên mà phó hiệu trưởng đã khó chịu như vậy rồi. Không chỉ vậy còn rất làm người tốt nữa. Mới bắt đầu năm học mới đã bị phó hiệu trưởng hỏi tội rồi. Xem ra năm nay số của Triệu Đồng cũng không được tốt. Nè đẹp, máy bắt đầu chạy rồi kìa. À vậy hả, cảm ơn nha. Ý, sao đẹp lại lên mạng của nhà trường? Không phải, tại nóng lòng muốn biết năm nay ai là chủ nhiệm của chúng ta thôi. Chắc thầy Lương và cô Thi cùng chủ nhiệm rồi. Ý, sao chỉ có mình cô Thi vậy? Phải đó, còn thầy Lương dạy lớp 10B. Mỗi năm nay không có chế độ hai chủ nhiệm nữa à? Tại sao lại như vậy chứ? Chán quá, mở cái này ra coi đi. Mở đi, mở đi. Tôi kẹp mày thấy đẹp không? Không có đẹp. Chẳng rồi. Đẹp gì hết. Xấu à. Cảm ơn cô Thi. Câu cái gì, bye bye. Bye bye. Ê, cô vô. Cô chào các em. Chúng em chào cô Thi. Cô rất vui năm nay cô vẫn tiếp tục là chủ nhiệm của các em. Cô Thi, tại sao năm nay không có chế độ hai chủ nhiệm vậy? Ê, chúng ta lớn rồi, cần gì có nhiều thầy cô quản thúc. Phải đó, lớp 10 khác cũng đâu có chế độ hai chủ nhiệm đâu. Ừ, cũng phải đó. Năm ngoái cô Thi mới đến vậy thì cần thầy Lương giúp đỡ, nhưng mà năm nay cô Thi rành rẽ mọi việc rồi. Phải đó, một mình cũng ứng phó được. Có được hay không á thì phải coi các em thế nào đó. Wow. Được rồi, được rồi. Việc đầu tiên hôm nay là bầu lớp trưởng mới. Hả? Đâu cần phải chọn, Hảo Nguyệt làm tiếp là được rồi. Hay đấy. Hay. Ủng hộ Hảo Nguyệt. Ủng hộ gì? Làm tiếp gì? Nếu Âu Dương Sơn không qua Úc á thì chắc chắn Sơn nó làm rồi, phải không? Ừ, đúng rồi, chắc chắn là sao chứ? Hơ, hỏi nghe mắc cười. Nè, Âu Dương Sơ thì hạng gì phải không? Hạ Nguyệt đứng hạng 3 lận. Vậy mới nói. Không phải cử tôi làm thì tôi sẽ làm đâu. Cũng phải đó, nếu xét theo thành tích đó, cũng đâu có đến lượt bạn Sơn. Kiến Kỳ hạng nhất nên để Kiến Kỳ làm lớp trưởng đi. Cũng phải. Tôi cũng muốn phục vụ các bạn lắm, nhưng tôi có nhiều việc làm thêm, thời gian mỗi ngày không đủ sử dụng. Thật tình có lòng không có sức, xin lỗi các bạn nha. Trời ơi. Ê cô Thi ơi, nếu Kiến Kỳ không rảnh làm lớp trưởng thì chúng ta đề cử Ân Đồng đi, để cho Ân Đồng và lớp trưởng cũ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Phải. Ê cô ơi, cô đề cử Gia Tuệ đi. Ê
đừng có giỡn nha. Tôi có rảnh thì đi ăn đi uống giữ Phật cho đẹp. Ê, Triệu Đồng đi, Triệu Đồng có tiền có sức mạnh hơn. Điên quá đi, làm lớp trưởng phải có tiền thì sao? Tôi sợ người ta trả thù tôi lắm đó. Ê, ôi, Quốc Hòa, hiệu trưởng căn dặn tôi rồi, ngoài điền kinh ra thứ gì cũng không được tham dự vào. Thần bà đi, thần bà nói hay á. Ê, không dám đâu, số mệnh của tôi không có hợp làm lớp trưởng tí nào đâu. Hãy coi mấy người kìa, người nào người nấy cứ nhường qua nhường lại, thật sự là không có ổn ha. Đừng nghĩ nữa, tất cả mấy người rút thăm quyết định sống chết, vậy đi. Vậy đi, bây giờ không ai chịu làm thì để cho người nói nhiều nhất làm đi. Đúng rồi. Khoan đã, tôi nói nhiều lắm hay sao? Thì đúng rồi. Làm được thôi, đương nhiên tôi không có từ chối rồi. Để làm lớp trưởng thì phải là tấm gương tốt cho lớp 10, phải không? Thành tích của tôi rất kém, chắc chắn là không có được rồi. Chính vì thành tích của em rất kém cho nên phải giao cho em làm nhiều trách nhiệm như vậy thì em sẽ siêng năng hơn. Được rồi, bây giờ chính thức chuyển giao quyền lớp trưởng cho bạn. Mỗi buổi sáng bạn phải phụ trách lấy sổ điểm danh, phụ trách ký tên, phải lấy đủ bài tập, lấy không đủ thì phải đi đòi. Còn phải lấy bài, phát bài giùm thầy cô, phải duy trì trật tự trong lớp. Khi tan học còn phải tắt đèn, tắt quạt máy, tắt máy lạnh, rảnh rỗi thì phải tổ chức những buổi sinh hoạt. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Bị ép buộc vậy tao không có phục đâu. Thì từ từ sẽ quen thôi. Nói gì nói, nhắc tới mới nói nha, mọi khi tao cũng bị tụi bay chơi kiểu này mà. Giờ còn đá tao thêm một chân nữa hả? Thôi bỏ đi bỏ đi, thương à. Bây giờ có đá thêm cái mày cũng không còn đường lựa chọn. Mày đã leo lên lưng cọp rồi. Nè Húc Minh à. Nè lớp trưởng, nãy sắc mặt của bạn có vẻ không tốt lắm. Công việc của lớp trưởng nặng nề vậy, bạn có chịu nổi không? Nè không chịu nổi thì phải lên tiếng. Bạn rất tốt với tôi, chắc chắn tôi sẽ gọi xe cấp cứu giùm cho bạn. Phải đó, dù sao nhìn người ta lên xe cấp cứu cũng là tiết mục đặc biệt của năm học mới mà. Ờ, hai bạn tốt với tôi quá, hay là mỗi ngày tôi cũng ghi tên của hai bạn ha. Trời ơi, tôi sợ quá. Sơn. Chà, Sơn tao nhớ mày lắm, đừng nói nhiều đi, chơi game đi. Lâu rồi tao không có chơi, bao người luôn. Đừng khóc nữa lớp trưởng à, thật sự tôi sợ lắm. Ủa nó sợ gì vậy? Thì cũng tại mày nghỉ học nên cô Thi đặt tao lên bàn thờ, bắt tao làm lớp trưởng. Lớp trưởng? Trời, mày đeo cũng đeo sai nữa, đây là nữ lớp trưởng mà. Tao là nữ lớp trưởng. Cô Thi biết thành tích mày không tốt, muốn huấn luyện mày cho có trách nhiệm, cô đang giúp mày. Phải rồi, cô Thi chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nè, mày về má ruột sao rồi hả? Cũng rất là tốt. Mày sướng rồi Sơn, có thể đi Úc. Còn tao hả, trường Châu Ma Cao cũng chưa từng được đi. Nè, mai mốt chúng ta cùng đi. Nè, mày nói nữa nghe. Tao đi nữa. Nè, vui vẻ quá, chúng ta đi chơi game đi. Được, chúng ta chơi bằng máy nói luôn. Không được, tao hẹn cô Thi rồi. Vậy thì không phiền hai má con đoàn tụ ha. Ok, bye bye. Bye bye, bye. Tôi đi trước nha, tôi phải về đón con. Bye bye, bye, bye. Bye. Nè Khánh, cho tôi quá nhanh nha. Không thành vấn đề, nhưng mà 20 đồng một người. Trời, đi thôi. Tính tiền hả? Cô Sang. À, ông Dương Sơn, em tìm cô Thi phải không? Cô đang ở đó đó. Chào thầy. Ủa, Dương Sơn, à, mới tới hả? Dạ. Chà, cái áo đẹp quá. Tất nhiên rồi, má mua mà. Tới giờ ăn cơm rồi đó. Dọn dẹp xong là đi được rồi. Ủa, ông Dương Sơn. Dạ. Đến tìm cô Thi hả? Dạ phải. Nè, dạ, bên nút khi nào khai giảng? Dạ, khoảng tháng 10 nên cuối tháng 9 em phải đi. Ồ, nhưng cũng phải có luôn trận giao hữu mới đi được chứ. Bây giờ đội bóng rổ không có em, ai cũng đánh rất là yếu. Chỉ tiếc là không thể mướn người ngoài, nếu không sẽ tìm em. Ồ, hay làm vậy đi. Em làm bộ đóng học phí như là còn đang học ở đây, đợi đánh xong trận này rồi đi được không? À, hay là vậy đi hiệu trưởng, thầy cho em suất học bổng, em đánh xong trận này rồi đi. Có chịu không? Càng lúc ông Dương Sơn càng khéo tính toán, sau này làm kế toán trưởng nha. Nè, đội bóng của chúng ta sắp đăng ký giải thi đấu các trường. Ngày mai em qua bên Úc, thầy cũng có thể gửi email nói cho em biết đội bóng của chúng ta đánh ra sao. Đến chừng đó em và đội bóng nước ngoài sẽ có nhiều đề tài để mà nói. Ừ, nhưng mà qua bên đó cũng không biết có dịp để mà đánh không. Họ rất là cao. Nên sao nói vậy chứ, chỉ cần có lòng đến đâu cũng có cơ hội thôi. Cũng phải ha. Đến giờ đi rồi. Ờ, à, đi được rồi. Lần này không có phần của hai thầy đâu. Ôi trời, trời ơi. Nói gì vậy? Đi đi. Được rồi, bye bye. Thật là ngại quá, bắt em phải phụ chị làm. Chị đừng khách sáo. Bữa cơm rồi nè. À phải, mấy chuyện của bên đó chị lo tới đâu rồi? Đâu vào đó rồi. Chỉ có hai mẹ con nên dễ giải quyết thôi. Ê, bà nội lại không chịu đi. Bà nội sợ qua bên đó không thích ứng được. Ở bên này nội có rất nhiều bạn già. Chị yên tâm đi, em sẽ lo cho má. Cảm ơn em. Không có gì. Ăn cơm đi. Dạ, ăn được. Cơm. Không biết ai, ra mở cửa ra. Hai. Sơn.
À, trước đó em nói Duy Tính bị treo, anh đến đây định sửa giùm cho em. À, anh thông cảm, nhà của em đang có khách. À, vậy để bữa khác nha. À, xin lỗi nha, cảm ơn. À, Joseph ở nhà trọ kế bên thôi. Anh cũng mới từ bên Úc qua bằng chuyện làm ăn, cho nên hai bên dễ làm bạn với nhau. Thực ra ông Joseph này cũng rất là đẹp trai. Mẹ con khôn lớn rồi, hai má yên tâm đi, có bạn trai đi, không cần lo cho con. Còn con thì sao, có mục tiêu gì mới? Chuyện của phụ nữ thật sự rắc rối lắm. Con có hai người má đã đủ lắm rồi, còn gì? Nói gì mà nghe cũng được nữa. Con thiệt là tại hôm đi cơ, con đi. Em coi tự nhiên đi, là kiểu mới đây. Dạ đây, cảm ơn. Áo này rất trắng, thầy Lương lại trắng trẻo, không hợp cho lắm. Ê chơ, gì đây? Mua áo đeo đuổi con trai hả? Ý, mua túi xách, cua con gái hả? Tôi mua cho cô Thi sinh nhật của cổ mà. Tôi mua cho ba tôi, sinh nhật của ba tôi đó. Chà, bạn đối xử với ba bạn vậy sao? Cái áo xanh lè, làm người ta kè hả? Gì chứ, nhà tôi đang thịnh truyền thống đó mà. Vậy thì mua đủ 5 cái cả nhà làm tắc kè đi, xanh lè. Ghê. Sao biết nhà tôi có 5 người chứ? Chị bán hàng đang nhìn kìa, nhìn qua đó coi đi. Lát nữa có vô tình cầm cái túi xách ra khỏi cửa thì đừng nói là có quen tôi nha. Gì chứ, nếu tôi thật sự bị người ta bắt, chắc chắn tôi sẽ nói là quen bạn. Ông trộm bà cắp ra kiếm ăn, bà ăn cắp áo làm con tắc kè, tôi ăn cắp túi xách làm đàn bà được không? À, cảm ơn. Cảm ơn anh. Thầy Đức, cô Sơn. Chào em. Chào. Thầy Lương, thì ra thầy ở đây. Hả Nguyệt. Xuyên quá ha. À, có người sinh nhật, thầy ký tên giùm cho em đi được không? Sinh nhật ai? Hả? Cô Thi đó. Sinh nhật cô Thi sao? Dạ phải, thứ bảy tuần này lớp 10A tụi em ký hết rồi, chỉ còn một mình thầy thôi. Ký, đương nhiên là ký rồi. Thứ sinh nhật này vừa đẹp vừa đặc biệt, chắc chắn là do em chọn rồi. Tất nhiên rồi. À phải thầy Lương, sinh nhật của thầy là ngày nào vậy? À, để em chọn tấm thiệp đẹp hơn nữa ha. Được, của thầy là ngày 5 tháng 4. Ngày 5 tháng 4? À phải rồi, tuy ngày đó là ngày thanh minh nhưng mà em nhớ nghe, thiệp sinh nhật đừng có giống như giấy tiền vàng bạc. Dĩ nhiên là không rồi, sinh nhật của thầy em nhất định sẽ nhớ rất kỹ. À phải, em còn chút chuyện phải đi đây nha. Bye bye. Bye bye. Ê, này. Dạ. Bỏ quên đồ. À, cảm ơn thầy. Nè đẹp. Hả? Cha mày ghê quá. Lén lút lấy vi tính của thằng bà lên mạng gì vậy? Chứ ICQ quen bạn trai phải không? Ê. Dĩ nhiên là không phải rồi. Bộ không thấy sao? Tao đang lên mạng của nhà trường nè. Gần đây nhà trường không có tin gì mới hết à. Mày muốn coi mấy cái trò mới phải không? Lên mạng tháp la thần bà, bảo đảm tất cả tụi bay sẽ khen hay đó. Hay đến cỡ nào? Tao biết, tao đã từng lên mạng của thần bà, trong đó có dạy mình làm bùa tình yêu thiên linh, mà còn nói là nếu sau khi có lá bùa này rồi á thì sẽ khiến cho người mình thầm yêu sẽ yêu mình điên cuồng luôn đó. Có thật không đó? Mày bắt chước người ta chơi ngải phải không? Gì chứ, kiểu đó xưa lắm rồi, còn kiểu này á thời đại hơn. Ê, vậy làm như thế nào vậy? Phải đó, trong vi tính làm sao mà có vẽ bùa được? Rất đơn giản thôi, chỉ cần lấy tóc người mình yêu thầm nè và tên của hai người, rồi thêm miếng thủy tinh bỏ vô trong cái túi nhỏ, đem giấu nó thật là kỹ nha. Không tới một tuần bảo đảm hai người sẽ yêu nhau say đắm. Nói thật không đó? Không thì tùy tụi bay. Nè, thời gian giải trí tới rồi, mau đi thôi. Đi, phải, tao đi lấy đồ nữa. Ê, tao bỏ quên đồ ở thư viện rồi, tao đi trước nha. Thôi, mình đi. Đi. Ê trời, cha đi đâu mà gấp vậy? Hồng Nguyệt, có đụng trúng em không? Dạ không. Làm gì chạy nhanh vậy? Có chuyện tìm thầy à? Dạ phải.
bài toán thầy phát cho tụi em có cần làm hết không? Còn phải hỏi, bài tập đương nhiên làm hết sẽ tốt hơn. Ê thầy Lương, giày của thầy bị dơ. Cảm ơn. Ê trời ơi, trời, sao lại bứt tóc thầy? Không có, thầy có tóc bạc, em nhổ giùm thầy, thầy sẽ đẹp trai hơn. Em đừng bao giờ nhổ, cô của thầy nói nhổ một cọng tóc bạc sẽ mọc ra 3 cọng luôn đó. Dạo trước thầy đã nhổ tóc rồi. Dạ. Không có gì nữa chứ? Không. Vậy về nhà sớm đi, hả? Dạ. Ý, thì ra có người bắt chước người ta yêu thầm. Đã biết chắc là có gì rồi khi không lại bỏ cuộc hẹn với mọi người. Thú thật là tao cũng đã từng yêu thầm thầy giáo đó. Hả? Mày cũng từng như vậy sao? Ừ, không được sao? Chứ hả? Tao thật là không ngờ nha. Vậy người đó là ai? Tao quên mất rồi. Có phải không đây? Vậy không công bằng. Mày biết chuyện của tao nhưng lại không cho tao biết chuyện của mày. Thì thích thầy dạy toán lớp 7 đó. Không phải chứ. Thầy Lê và... Tình cảm không có phân biệt tuổi tác. Cũng phải ha. Tình cảm rất là thất thường. Giống như bệnh cảm gì. Nói có là có. Vậy mới nói. Nói đi là đi. Mày biết không, ghê lắm. Hôm đó tao thấy ổng móc lỗ mũi. Sau đó thì tao không có thích ổng nữa. Vậy còn cái nào ghê hơn nữa không? Nhưng mà nói thật, yêu thầm sẽ không có kết quả. Phải chuẩn bị tâm lý mới được. Điều đó thì tao biết. Ngay từ đầu thì tao đã nghĩ là không có kết quả gì với thầy Lương. Thật ra tao chỉ muốn mọi chuyện đơn giản. Một lòng một dạ thưởng thức và thích một người thôi. Nhưng mà gì, mày không được nói cho ai biết đó nha. Mày yên tâm, tánh của tao kín miệng lắm. Vậy được thôi. Đi hát karaoke. Chúng ta đi hát karaoke đi, đi thôi. Bí mật cái gì chứ, con đang làm việc, chú đừng có làm ồn. Trời ơi, không phải đâu, chú phát hiện ra một bí mật động trời đó. Nhưng mà con và thằng Lương phải cạnh tranh công bằng, chú cũng khó xử lắm. Úp cũng là thịt, mà ngứa cũng là thịt. Đó. Tuy rằng con và anh Lương, tức là thầy Lương, phải cạnh tranh công bằng, nhưng mà con là cháu của chú, đương nhiên là phía con nhiều thịt hơn, phải không? Chú Tiên muốn uống gì cũng nói. Nè, khỏi. Cũng phải, nhà họ Giả chỉ còn lại 2 chú cháu mình thôi. Vậy mới nói. Bí mật động trời mà chú phát hiện được đó chính là thứ 7 này, là sinh nhật cô Thi. Con tự lo liệu lấy. Chú Tiêu, con tưởng là bí mật động trời gì. Chú quên cháu của chú là hiệu trưởng chỗ này hả? Khi mỗi một giáo viên vào làm đều phải viết bản lý lịch cá nhân. Đừng nói là khi nào sinh nhật của cổ, cho dù cổ đã từng học trường mẫu giáo nào, có từng cắt ruột thừa không. Thôi, không nói chuyện gì con cũng biết hết đó. Phải ha. Nhưng mà con thấy chú quan tâm con vậy, con thật lòng cảm ơn chú. Nè, khoan. Con đã biết sinh nhật của cổ mà con vẫn lững lờ phớt lờ, con phải có chút thành ý chứ. Chú Tiêu, chú yên tâm, cháu của chú là vua tính toán mà, liệu có bỏ qua vậy không? Thứ 7 chính là sinh nhật của cô Thi. Có thể nói là giây phút quan trọng của kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu ai có thể hẹn được cổ, có nghĩa là trong lòng cổ người đó được điểm cao hơn. Vậy con đừng bao giờ chịu thua nha. Kỳ này con phải cố gắng hết mình. Nhưng mà biết người cũng phải biết ta mới được. Cô à, con biết làm sao rồi. Nè, theo con dự đoán á, thì mấy chiêu anh tài sử dụng chỉ có 1 chiêu thôi, chính là thế công đạn bạc. Để dành nụ cười của Hồng nha. Tiền trong túi tuyệt đối không thể tiết kiệm. Tiền không phải là tất cả. Muốn khiến cho cô Thi cảm động thì phải nhờ chỗ này, chính là phải chân thành. Đánh trận bất ngờ, kỳ binh đột xuất, đó là sở trường của cô. Cho nên làm gì cũng vô dụng. Muốn khiến động vật giống cái trải qua một buổi sinh nhật mình hằng mong muốn là phải trang hoàng. Bắt đầu của sự trang hoàng trước tiên là phải có chiếc trực thăng đến mà cầu luôn. Giác vàng nạm ngọc, làm sao đẹp lòng đẹp bắt hơn trời xanh nước biếc. Rồi ở trên tháp ngắm cảnh dưới ánh trăng tuyệt đẹp, mở bàn tiệc 2 người sẽ rất lãng mạn. Làm sao cũng không thể khiến người ta vui hơn với cảnh ở ven sông. Sau đó sẽ lên núi Tinh Lành, vừa nghe tiếng chuông nhà thờ, vừa đón nhận bó hoa hồng mà con chọn lựa cho cổ và món quà sinh nhật quý giá.
Với sự ấm áp hoài niệm về đường Tây thật sự không có gì bằng. Lần này con quyết định cùng cô Thi trải qua buổi sinh nhật vượt thời đại và mang tính đặc sắc ngao du khắp Hồng Kông, thật là lãng mạn. Hay lắm, rất đặc biệt, lại có ý sáng tạo. Nếu như có người đàn ông nào mừng sinh nhật với cô giống như con, thật tình là nhận lời còn không kịp nữa là. Hay đó Tài. Dạo này bộ con coi phim tình cảm nhiều hả? Sao con chép giỏi dữ vậy? Không chỉ sao chép đâu, mà cần số tiền rất lớn nữa kìa. Trên đời làm gì có lãng mạn mà miễn phí chứ phải không chú Tiêu, đúng không? Đúng quá rồi. Hôm nay ông trời cũng giúp mình rồi. Chào cô Thi. Chào anh. Sao cô đến sớm vậy? Ngày nào tôi cũng đến sớm mà. À, cô Thi à. Thứ bảy này tôi muốn mừng sinh nhật với cô. À, tôi lên kế hoạch rồi. Bảo đảm cô sẽ có niềm vui bất ngờ, với lại sẽ có một buổi sinh nhật thật đặc sắc và khó quên. À, cô Thi à. Hả? À, phiền cô ra đây một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dạ được. Chuyện gì vậy hiệu trưởng? À, làm gì? Lịch tiến độ của môn văn có phải cô đang giữ không? À, tôi gửi cho cô Hảo rồi. Vậy sao? Vậy cô Hảo không có đưa cho tôi? À, tôi bỏ giờ bị hồ sơ màu vàng mà. Màu vàng à? Dạ. Đâu có, tìm rồi đâu có thấy đâu. Ý, có phải cái này không? À, dạ phải. Có... Trời ơi, đúng là cái này rồi. Cô Hảo này kỳ ghê, sao bỏ luôn. Có chuyện gì nữa tôi ra ngoài nha. À, cô Thi à? Dạ. Không biết thứ bảy này cô có hẹn với ai không? Làm vậy, tôi muốn hẹn cô ngồi trực thăng qua bên Macau, rồi sau đó ăn bữa cơm mừng sinh nhật cho cô thôi. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, không biết là cô có nhận lời không. À, có điện thoại. Cô Thi à, điện thoại của cô. À, cảm ơn. Alo. Thứ bảy này hả? À, được, anh có tranh vấn đề, hôm đó gặp lại, bye bye. Sơn nói là thứ bảy này mừng sinh nhật cho tôi. Nói từng tuổi này, đây là lần đầu đó. Thấy chưa, cả hai đều không được đi. Con tấm này nè. Con đẹp trai thiệt. Con tấm này nè giống hệt như diễn viên vậy coi. Con cũng giúp ca sĩ gì đó. Hay là dán tấm này lên điện thoại đi được không? Hả? Được á. Cảm ơn. Để coi thích ăn món gì. Sa tế gà bò dê heo mỗi thứ 2 phần. À, chả giò Việt Nam với lại thịt nướng cũng 2 phần luôn. Sao toàn là món nóng không vậy? Bên đó có 3 salad mà. Ăn chút salad Trung Hòa sẽ không có sao đâu. Con cũng muốn ăn tôm viên, cua viên gọi 2 phần luôn nha. Gà nướng chao đỏ, sườn nướng gọi 2 phần luôn nha. Nè cô có bao nhiêu cái bao tử mà sao ăn nhiều vậy? Đông người thì sẽ ăn hết mà. Con được có ai vậy? Là con. Nhưng con chỉ mời bạn nam đến thôi. Con không biết bạn nữ cũng đi theo luôn. Trời ơi, sao nói đi theo khó nghe quá vậy? Nếu không phải là sinh nhật của cô Thi, có mời tụi tôi cũng không có đến đâu. Đúng rồi. À, phải cô Thi, tấm thiệp này em đại diện cho trường trung học kỷ niệm Doãn Đinh Bảo Đoàn, quỹ từ thiện Doãn Lưỡng Sáng và hội nghề nông ngư Tam Thủy cùng học sinh lớp 10A kính tặng cô. Cảm ơn. Để xem. Trời ơi, đẹp quá à. Tất nhiên rồi. Cô ơi, trong đó có chữ ký của em nữa đó. Có phải giống như diễn viên không? Có chuyện giọng đó. Cô Thi à, bánh kem đó là em vẽ đó, có phải? Rất giống như là bánh kem ngàn tầng. Còn mặt trăng này là em vẽ tượng trưng cho em. Mặt trăng của em màu hồng hả? Dạ phải. Còn dấu tay này em in vô đó. Là em à, có sáng tạo phải không cô? Có bên các em. Mọi người có ý sáng tạo, còn tôi thực tế hơn. Có gì thực tế vậy? Thực tế gì vậy? Bí mật quá à. Sinh nhật vui vẻ nha má. Trời ơi, cảm động quá, ủng hộ quá. Cảm ơn con. Tất nhiên rồi, là con trai cô tặng mà. Cô Thi ơi, bánh kem sắp chảy rồi, mau cắt đi. Cô nguyện đi. Bây giờ Sơn sẽ đàn guitar hát bài sinh nhật tặng cho cô Thi. Happy birthday to you. Happy birthday.
Cô Thi. Anh Lương. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Còn một món quà nữa. Cảm ơn anh nhiều. Tôi nghĩ hôm nay Sơn Mình sinh nhật cho cô, chắc cô đi chơi cũng mệt rồi. Tôi không phiền, cô nghỉ ngơi. Bye bye. Bye bye. Sao tối vậy? Tôi nghĩ là cô và Âu Dương Sơn ăn cơm sẽ về trễ, cho nên phải đợi đến giờ này mới tìm cô. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Chưa hết, có món quà nhỏ, hy vọng là cô sẽ thích. Cảm ơn anh. Tôi không phiền cô nghỉ ngơi, tôi về nghe. Ngủ ngon. Ngủ ngon, bye bye. Bye bye. Sinh nhật vui vẻ. Phó hiệu trưởng, chúc cô sinh nhật vui vẻ nha. Dạ cảm ơn. Nhưng thứ thực hiện giờ tôi không vui lắm. Sao vậy? Vì cùng lúc được hai người đeo đuổi, cảm giác không dễ chịu lắm. Ý, phó hiệu trưởng, xin chào. À, xin chào. Thử nghĩ coi có phải hai người tự chuốc lấy khổ không? Tại sao không dành thời gian và không gian cho cổ chứ? Phó hiệu trưởng, tôi đã dành nhiều không gian cho cổ rồi. Phó hiệu trưởng, tôi đã cố gắng không tạo áp lực cho cổ rồi. Không có sao lại ra nông nổi này. Nè, chúng ta đều là đồng nghiệp, đừng nói tôi không nhắc nhở hai người. Sau cùng sẽ buộc cô Thi không chọn môn văn cũng không chọn môn lý, mà chọn thần học, hai người sẽ ân hận. Thật tình nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình có lỗi gì. Tôi cũng không biết. Tôi đã chiều cổ hết mức rồi. Đêm cổ sinh nhật, tôi đến gửi món quà xong là về liền, đâu có dám làm phiền cổ. Tôi cũng vậy thôi. Thật ra thua ở chỗ nào? À, tôi biết rồi. Tại anh mắc mớ tới tôi. Nếu không phải anh chen chân vô làm rối ren thêm thì tôi đã đeo đuổi được rồi. Nếu anh có bản lãnh thì đâu có dễ dàng để tôi chen vô được. Biết trước ngay từ đầu tôi đuổi việc anh cho rồi thì êm xuôi mọi việc để anh khỏi ở đây vướng tay vướng chân. Đó gọi là dở thủ đoạn. Nè, có chút phong độ có được không? Chính vì tôi có phong độ quá, tin tưởng anh cho nên cạnh tranh công bằng với anh. Tôi thật là ngu quá đi. Biết trước tôi giơ cái chân phải vàng của tôi hả, tôi đá vào ngực của anh để anh không còn cách chống đỡ của anh làm sao dành. Nè, với tôi cũng từng học boxing đó nghe. Vậy hả? Ơ, xin lỗi cho anh Tài, ở đây không đánh boxing được. Xin lỗi nghe. Thông cảm, thông cảm. Xin lỗi. Sao hả? Nói ra hết rồi trong lòng thấy dễ chịu hơn phải không? Dĩ nhiên dễ chịu hơn rồi, nếu không nói làm gì còn anh. Cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu tiếp tục đi. Nhấc lên được. Bỏ xuống được. Nhấc lên được. Bỏ xuống được. Ý. Trời ơi. Chào.
Sao lại xách nhiều đồ thế vậy? Dù gì cũng phải ăn cơm. Con tính nấu bữa cơm cho má ăn, má mừng không? Mừng lắm chứ. Nhưng mà cũng phải đổi đôi dép đã thiếu da à. Ê, má gọi con tới đây có gì cho con vậy? Con thông minh ghê đó. Má đã mua cái áo lạnh này cho con nè. Bên Úc lạnh lắm, con thử coi có vừa không? Dạ. Cha vừa quá, màu này cũng hợp với con nữa chứ. À phải. Hai bình 11 cây hoa hồng này ai tặng vậy? Còn nhiều chuyện quá. Con nấu cơm cho má ăn mà. Giờ mà không nấu tới khuya cũng chưa được ăn đó. Mau lên đi. Để nêm đã. Trời ơi, ngon quá à. Có từ đấu cho má con ăn chưa? Dạ chưa, lúc nào má cũng không có ở nhà. Trời ơi, không có lộc ăn rồi. Thì ông Joseph cứ hẹn má hoài, là má ngày nào cũng ra ngoài hết trơn. Cái người lần trước hả? Thì chính là người đó, Joseph đó. Ông khiến cho má vui vẻ vậy lắm. Vậy thì tốt rồi, sau này qua Úc con cố gắng học hành thì má con sẽ càng vui hơn. Thực ra con không có giỏi anh văn lắm, ở bển không có bạn bè, thật tình khó mà thích ứng. Giới trẻ có sức thích ứng mạnh lắm. Nhìn con và các bạn ở trường mới đây đã thân thiết thì biết rồi. Với lại ở bển má có nhiều bà con bạn bè, họ phiền phức dữ lắm. Nội giao thiệp với họ thôi cũng thấy nhức đầu. Còn nói là sợ không thích ứng được, nhiều bà con bạn bè là tốt rồi. Còn mắc cỡ quá, sau này làm sao mà kiếm được bạn gái. Nè, lấy hai cái chén cho má đi. Sao vậy? Má nói chơi thôi mà. Con nói thật đó, thật lòng con muốn xa bà nội. Má sẽ chăm sóc cho nội. Con nghỉ hè thì về đây thăm nội. Nè, khi con tốt nghiệp đội mũ vuông, má và bà nội sẽ qua dự lễ. Thế nào bà nội cũng rất vui mừng. Đừng tham quá Húc Minh, em phải truyền banh chứ. Ok, từ từ thảy đi. Mau lên. Yes. Hay lắm. Các em nhớ đó, phải tập trung tinh thần, tiếp tục đánh như vậy. Ý ông Di Sơn, nghiêm chỉnh quá à. Ngày mai cùng đội dặn ban đánh giao hữu mà. Sáng hôm nay tập được bao nhiêu tập? Thật ra hữu thay thế vị trí của em cũng tầm tạm thôi, cả đội cũng chưa ăn ý lắm. Tất nhiên rồi, ngày mai nhớ tới ủng hộ tụi tao nha. Tụi bay đánh được mà. Ê, cũng ok, hữu đánh cũng rất là khá. Nhưng mà không có mày đánh trung phong cũng bị hụt một chút đó. Phải đó, khổ nhất là tụi tao thấy 3 điểm không có chuẩn. Thôi đừng nói nhiều nữa, hãy mau vô tập đi anh em. Ok, tập đi chơi nha. Được rồi, tập lại lối đánh vừa rồi nghe. Húc Minh, em đánh tiền vệ tiếp nghe. Thấy trống chạy vô. Chuyền banh đi, chuyền. Rồi, chuyền đi. Quân à, em hãy nhìn kỹ bạn mình đứng đâu mới được chứ. Đừng có thảy bậy. Nhiên lượng các em phải kéo rộng ra, Húc Minh mới có chỗ trống chứ. Nè hữu, em chạy sai chỗ rồi. Em đánh hậu vệ em phải phối hợp với trung phong chứ. Trường hợp này em phải cho bạn đánh. Đánh lại đi. Các em thảy 3 điểm trước đi. Dạ. Không hiểu sao ngày qua Úc cận kề thì em lại càng không muốn đi. Em thật lòng không muốn xa chỗ này. Vậy em có nói với cô Thi không? Em có nói với má em không? Thầy cảm thấy em nên vui vẻ nói thẳng với họ. Em cũng từng thử rồi, nhưng sự thật khó nói ra lời lắm thầy ơi. Hơn nữa má em rất là mong em qua Úc. Em sợ em nói ra sẽ khiến má em thất vọng. Ồ, chán quá đi. Vậy thầy kể chuyện này cho em nghe. Có một hôm thầy nhận được một điện báo nói có một con lừa bị rớt xuống giếng. Lúc đầu chủ của nó cũng muốn cứu nó lắm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra cách nào để cứu nó. Nhưng lại không đành lòng những con lừa đó sống sờ sờ, cho nên ổng nhẫn tâm một chút, xúc đất cát đổ vào giếng, tính mau chóng chôn sống nó để nó khỏi chịu nhiều đau đớn. Đúng đó, dứt khoát còn hơn dây dưa. Nếu em là con lừa cũng mong được như vậy. Ý, lúc đầu cách nghĩ của con lừa cũng giống như em, tưởng mình chết là cái chắc. Nhưng đột nhiên nó lại lanh trí, nó hất mớ đất trên mình nó xuống dưới giếng, rồi đạp lên đất đó, leo lên khỏi miệng giếng. Xê xích chỉ một ý niệm thì con lừa đó có thể giữ được mạng sống. Thật ra đôi lúc có nhiều chuyện không xấu như em nghĩ đâu. Một khi em đã gặp phải khó khăn, chưa chắc có người có thể giúp được em. Nhưng để giải quyết thì phải dựa vào bản thân em. Có chuyện này con muốn nói với hai má. Chuyện gì vậy? Con không muốn đi, con muốn ở lại Hồng Kông. Có phải con vẫn không có lòng tin với má không? Hay là con không thích má quen với Joseph? Không liên quan đến má và Joseph, đó là vấn đề của con. Con sanh ra ở Hồng Kông, bạn bè thầy cô, người nhà của con đều ở Hồng Kông.
đột nhiên bắt con đi, thật lòng con không muốn đi. Cho nên con thật sự không muốn đi đâu. Không phải là con không muốn sống với má. Chẳng... Má hiểu mà. Thật ra má cũng không thể ích kỷ bắt con bỏ hết tất cả để qua sống với má. Giống như là con cũng không thể kêu má bỏ hết mọi thứ ở lại Hồng Kông với con. Tôi cảm ơn má. Sao con không nói sớm với má con? Con sợ hai má thất vọng. Hai má đều rất muốn con qua bển mà. Vậy tại sao bây giờ con lại dám nói? Cũng nhờ con lừa của thầy Lương. Nếu không có con lừa đó con không dám liều lĩnh gì đâu. Con lừa nào vậy? Tiếp tục ở nhà má có được không? Có thật là con đã suy nghĩ kỹ không? Đừng có lúc này lúc nọ nha. Không đâu. Thôi được rồi, thứ hai con đi học đi. Thứ hai vậy có kịp mua sách không? Dạ kịp mà. Cha bây giờ không đến trường thì thật sự không kịp đó. Con không thể bỏ mặc đội bóng của con đi nghe. Đội bóng nào vậy? Tới đó thì chị sẽ biết. Chuyền quanh nhiều một chút, đừng giống như đống đàn rồi. Phải đó, chạy đi. Đúng anh, chạy đi. Thầy Lương. Sơn. Ủa, cô Thi, cô đến ủng hộ các em hả? Ở chúng ta đang thua kìa. Cố hết sức cũng vô ích. Không có Sơn thảy 3 điểm bao giờ cũng thua xa. Thầy Lương, mau đưa bộ đồ cho em thay đi. Vậy liệu có tốt không? Phải đó, Sơn. Thầy biết em muốn giúp thầy, nhưng em đã không còn là học sinh của trường nữa. Phải đó. Chỉ cần hiệu trưởng đồng ý là được thôi. Phải đó, Sơn đã quyết định không đi, ở lại học lớp 10. Thật không? Nếu thật tốn quá rồi, vậy mau thay đồ đi. Còn học phí đánh banh xong đóng cũng chưa muộn. Thay đồ đi. Cố lên nha. Làm ơn Hữu à. Ra. Cố lên nha Sơn. Cố lên. Yeah. Hay lắm Sơn. Cố lên. Sơn à, em thấy thuận rồi, tiếp tục thấy đi. Hay quá. Yeah, hay lắm Sơn. Quê rồi. Cố lên. Hiệu trưởng à, rốt cuộc đã thắng rồi, mới quy chương không uổng phí. Chơi hay lắm Âu Duy Sơn. Hiệu trưởng Thúc Minh, chơi cũng hay lắm. Cảm ơn hiệu trưởng. Chọc kéo chụp hình, chụp hình nè. 1, 2, 3. Cố gắng tiếp nha. Cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Nè hiệu trưởng, chụp Thúc Minh đi. Chụp hình đi, nãy giờ chưa chụp. Rồi, chụp đi. Xong rồi. Thầy Lương, hãy đưa máy chụp hình cho tụi nó. Chụp một tấm quậy phá cho được. Được. Chụp tấm đi. Thôi đi thầy ơi. Vậy nha. Dạ. Rồi. Đi. Chỉ đơn 差到差点爆尾，扑去礼堂喝。